Một trong những nỗ lực nhằm bình ổn thị trường khẩu trang y tế, tối qua 31 tháng 1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội cùng đội quản lý thị trường số 1 Hà Nội kiểm tra và phát hiện hai cửa hàng nâng giá bán khẩu trang gấp nhiều lần so với ngày thường và đã lập biên bản xử phạt mỗi chủ tiệm từ 20 đến 30 triệu đồng. Hai cửa hàng ở số 120 Ngọc Khánh và 118 Ngọc Khánh quận Ba Đình Hà Nội bán khẩu trang y tế với giá 130 đến 220.000 đồng mỗi hộp. Theo nghị định 109 của chính phủ, chủ hai cửa hàng trên phải nộp sung công quỹ toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.